Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, thế nhưng các phụ huynh đã tìm tới các trung tâm mở khóa rèn luyện kỹ năng sống để đăng ký. Trong đó, học kỳ trong quân đội vẫn là cái tên nóng nhất, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Là đơn vị đầu tiên ra mắt chương trình học kỳ trong quân đội, đến nay, tỉnh đoàn Hải Dương đã có 12 năm thực hiện chương trình này. Và để tạo môi trường trải nghiệm mới mẻ cho trẻ, từ năm 2022, tỉnh đoàn đã thay đổi từ học kỳ trong quân đội sang học kỳ hải quân với nhiều nét mới. Ngay sau khi con gái là cháu Trần Ánh Ngọc bước vào kỳ nghỉ hè, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã đăng ký cho con tham gia học kỳ hải quân năm 2023 do tỉnh đoàn tổ chức. Bởi qua tham gia trải nghiệm, học kỳ hải quân hè năm 2022 đã giúp cho Ánh Ngọc trưởng thành và tự tin hơn nhiều. Mình nghĩ rằng đây là một cái chương trình rất là bổ ích. Và không những vậy mà cái chương trình học kỳ hải quân này còn được các cái anh chị rồi là bên trung tâm rồi là các cán bộ chiến sĩ đã tổ chức cho các con, tạo điều kiện cho các con có cái chỗ ăn và cái chỗ ngủ, đặc biệt là tạo cho các con có những cái nề nếp thói quen. Và mình thấy là thực sự chương trình giúp các con là đi là để lớn, để trưởng thành. Còn với gia đình anh Phan Thành Sơn ở xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ đã đăng ký cho hai con tham gia học kỳ hải quân hè năm nay ngay từ khi có thông tin tuyển sinh của tỉnh đoàn. Năm ngoái, anh đã định cho hai con tham gia nhưng do đăng ký muộn nên bị lỡ mất cơ hội trải nghiệm mới cho các con. Qua tìm hiểu, anh thấy học kỳ hải quân năm nay có nhiều điểm mới nên anh đã đăng ký sớm hơn. Cảm giác của con rất là háo hức và muốn mình được tham gia học kỳ quân đội này để cho mình có một tự lập cho bản thân mình và để mình có thể về nhà giúp được bố mẹ rất là nhiều việc, nhiều chuyện. Lời ăn chỗ đỏ cũng như là về tất cả mọi môi trường rèn luyện này tốt hơn, tốt gấp nhiều, rất nhiều lần so với lại mọi năm. Tôi quyết định là hai cháu tôi là Phan Hai Anh và Phan Đức Trung sẽ gửi gắm vào cho lữ đoàn để huấn luyện nhào lặn cho các cháu, để thứ nhất là khai mở tư duy, thứ hai nữa là có một kỷ luật cho bản thân, và thứ ba nữa là mang lại một cái điều mà suy nghĩ rằng là mong muốn rằng tất cả các con em đều được học qua, trải qua những học kỳ quân đội giống như hai cháu của tôi và hiểu được là những tấc đất tấc vàng của ông cha để lại. Học kỳ trong quân đội được tỉnh đoàn Hải Dương triển khai từ năm 2011 đến nay đã được 12 năm. Từ năm 2022, tỉnh đoàn Hải Dương đã đổi mới chương trình thành học kỳ hải quân để tăng tính trải nghiệm, trang bị thêm các kỹ năng cho các chiến sĩ nhí. Đặc biệt, để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình trải nghiệm, các em tham gia học kỳ hè năm nay sẽ có bảo hiểm cho các cháu. Hoặc như mọi năm, các cháu nằm nghỉ giường tầng thì năm nay chỉ nằm giường đơn. Chương trình học kỳ trong quân đội thì được ban thường vụ tỉnh đoàn cũng triển khai trên 10 năm. Thế đến giờ phút này thì có thể nói rằng các chương trình đều được tổ chức thành công tốt đẹp và cũng không để xảy ra một cái trường hợp đáng tiếc nào. Chính vì vậy mà cái chương trình học kỳ trong quân đội của tỉnh đoàn tổ chức cũng tạo được một cái uy tín rất lớn trong lòng các bậc phụ huynh cũng như là các em học viên. Thế và trải qua chương trình thì theo từng năm thì chúng tôi đều có thay đổi cả về nội dung cả về hình thức. Chính vì vậy mà các em học viên đều được tham gia, mỗi một năm thì đều được tham gia và trải nghiệm các cái nội dung học tập hết sức phong phú, đa dạng, bổ ích trong cái dịp hè. Trên thực tế thì đã có rất nhiều các em học viên tham gia không chỉ một năm mà tham gia nhiều năm liên tục, bởi vì mỗi một năm thì các em đều tìm thấy cái mới, đều tìm thấy cái sự bổ ích của chương trình mà các em có được khi mà tham gia chương trình. Sau mỗi học kỳ trong quân đội, ban tổ chức đều cố gắng xây dựng chương trình mới cho các em. Điều này không chỉ khiến cho các em thích thú mà còn giúp cho các em mạnh mẽ và cứng cáp hơn khi năm học mới sắp bắt đầu. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp với các em trong dịp nghỉ hè.